Văn Nguyên chính là nhà đương kim vô địch của cúp các câu lạc bộ toàn quốc. Và trong trận đấu này chúng ta sẽ nhận diện đối thủ của Cao Văn Nguyên, một võ sĩ rất giàu kinh nghiệm tới từ Hàn Quốc, Lee Nam Jun. Hàn Quốc về sơn Ú Xuân, Lee Nam Jun, quân thư sơn sư ý ta. Quý vị và các bạn thân mến, trận đấu cuối cùng trong sự kiện giải boxing giao hữu Việt Nam Hàn Quốc là một trận đấu ở hạng cân 58 kg. Ở góc đài đỏ đó là Cao Văn Nguyên của Việt Nam và góc đài xanh là Lee Nam Jun của Hàn Quốc. Như vậy, một võ sĩ của Hàn Quốc đã được tuyên bố giành chiến thắng ở trận đấu thứ tư, và theo nhận định chủ quan của chúng tôi thì đó cũng là một cách để mà tăng cường tình hữu nghị giao hảo, bởi vì Nguyễn Hồng Thắng theo chúng tôi là cũng thi đấu chưa hết sức, và các trọng tài thì cũng có phần nương tay với võ sĩ người Hàn Quốc. Còn bây giờ chúng ta tập trung theo dõi trận đấu thứ 5. Theo thông tin từ Ủy ban Boxing Hàn Quốc thì võ sĩ Lee Jam-nun là một trong những võ sĩ có nhiều kinh nghiệm. Và chúng ta thấy Lee Nam-jun có thể hình khá tốt so với Cao Văn Nguyên của Việt Nam. Cả hai bước vào trận đấu với một sự tập trung rất cao, ôm găng che mặt rất kín và áp sát, rồi chờ cơ hội để tung ra những cú đấm về phía đối phương. Những đòn đánh của Lee Nam Jun là khá nặng tay. Có thể thấy Lee Nam Jun là võ sĩ có trình độ cao nhất trong năm võ sĩ Hàn Quốc thi đấu trong buổi chiều ngày hôm nay. Vừa rồi thì Cao Văn Nguyên đã có một tình huống ra tay hiệu quả, một cú đấm chính xác. Cao Văn Nguyên có bộ thủ rất chắc, ôm găng che mặt và khép hai cùi chỏ tạo thành một lá chắn rất kín, và anh vẫn chừa một khoảng trống để quan sát những cái bước chân di chuyển cũng như là những cái động tác tay của đối thủ, và từ đó chọn thời điểm thực hiện những đòn tấn công khá là hiệu quả.
Còn chúng ta vừa có thể thấy là võ sĩ Lee Nam-jun của Hàn Quốc cũng khá là tích cực thực hiện những cái đòn đánh, nhưng hầu hết đều là những cú đấm trúng vào vùng gân đỏ của Cao Văn Nguyên, chưa có một cú đấm nào chính xác. Mười giây cuối của hiệp đấu đầu tiên. Ở hiệp đấu đầu tiên thì không có sự chênh lệch lớn, không có võ sĩ nào thực sự áp đảo. Nhưng góc quay chậm chúng ta cũng có thể thấy Cao Văn Nguyên đã có hai cú đấm chính xác trúng vào mặt của Lee Nam-jun. Một cú đấm vòng bằng tay trái rất hợp lý và chính xác của Cao Văn Nguyên. Anh tung ra một cú đấm khi mà tay phải của Lee Nam-jun vừa hạ xuống để chuẩn bị thực hiện một cú đấm. Đối với các võ sĩ boxing thì họ tìm mọi cách để tránh đòn, không cho đối phương đánh trúng mình, và cũng ngược lại là tìm một cách để đánh trúng vào đối phương để ghi điểm. Cao Văn Nguyên có bộ thủ rất chắc. Mỗi khi Lee Nam-jun ra tay thì anh hạ thấp trọng tâm, rồi tìm kiếm cơ hội thực hiện những cú đấm tầm thấp từ phía dưới lên. Ở dưới góc đài thì ban huấn luyện của Cao Văn Nguyên liên tiếp chỉ đạo học trò của mình. Chiến thuật rất là hợp lý của Cao Văn Nguyên thì vẫn duy trì đôi gân phòng thủ che chắn rất kín ở vùng trước mặt. Khi mà Lee Nam-jun thực hiện những cú đấm thì hầu như chỉ là những cú đấm trúng vào vùng gân màu đỏ. Vừa rồi thì Cao Văn Nguyên đã có một tình huống phản công chính xác, tung ra cú đấm khi mà đối thủ đã hạ tay không phòng thủ. Chỉ cần những cái tình huống như vậy thôi thì Cao Văn Nguyên đã ghi điểm trước đối thủ. We'll be right back.
chúng ta tiếp tục theo dõi hiệp đấu thứ ba. Cú đấm rất nặng tay của Cao Văn Nguyên. Trận đấu này thì Lee Nam Jun của Hàn Quốc rất là nỗ lực tìm kiếm chiến thắng và có những cái tình huống thi đấu khá là thận trọng, phòng thủ trước những cái đòn ra tay của Cao Văn Nguyên. Thì đó chúng ta thấy những cái pha tấn công của Cao Văn Nguyên cũng không đạt hiệu quả cao. Có thể thấy Cao Văn Nguyên có những cú đấm vòng bằng tay trái, có tầm đấm là phía trên găng tay phải của Lee Nam Jun. Và đó là những cú đấm chính xác và hiệu quả. Anh thường chọn thời điểm khi mà tay của Lee Nam Jun hạ thấp để thực hiện cái đòn đánh. Lúc này thì Lee Nam Jun có phần chủ quan và có những cái động tác như thách thức Cao Văn Nguyên. Chắc chắn những tình huống như vậy sẽ khiến cho võ sĩ của Việt Nam quyết tâm hơn. Chúng ta tiếp tục theo dõi trận đấu ở hiệp đấu thứ năm, hiệp đấu thứ tư. Thank you.
hai võ sĩ đều chọn đấu pháp ôm găng che kín vùng mặt rồi áp sát. Và ra tay chính xác của Cao Văn Nguyên. Một pha di chuyển áp sát rất nhanh và tung ra một cú đấm khá mạnh. Nhưng trong trường hợp vừa rồi thì Lee Nam Jun đã húp người khá thấp và bị trọng tài nhắc nhở, rồi sau đó đến Cao Văn Nguyên cũng bị trọng tài nhắc nhở vì đã cúi người quá thấp. Những giây cuối của hiệp đấu thứ tư. Pha chiếu chậm vừa rồi cho chúng ta thấy Cao Văn Nguyên của Việt Nam vẫn là võ sĩ chiếu ưu thế và có nhiều đòn đánh chính xác hơn so với Lee Nam Jun ở hiệp đấu thứ tư vừa qua. Chúng ta tiếp tục theo dõi hiệp đấu cuối cùng, hiệp đấu thứ năm. Lee Nam Jun đang tỏ ra rất quyết tâm ở hiệp đấu thứ năm này. Tuy nhiên đến lúc này chúng ta thấy Cao Văn Nguyên vẫn có một chiến thuật rất tốt. Vừa rồi là một cú đấm bằng tay trái chính xác của Cao Văn Nguyên dành cho đối thủ. Phòng thủ chặt và chọn thời điểm phản công rất hợp lý.
có những cú đấm bằng tay trái chính xác. Đó là những gì mà Cao Văn Nguyên đang thể hiện để giúp danh ghi điểm trước đối thủ đến từ Hàn Quốc. Lại thêm một cú đấm bằng tay trái chính xác nữa của Cao Văn Nguyên. Suốt từ đầu trận đấu chúng ta chỉ cần thấy là Cao Văn Nguyên chỉ sử dụng những cú đấm vòng bằng tay trái thôi. Và điều quan trọng là đã chọn đúng thời điểm khi mà đối thủ hạ tay phải xuống thì anh đã có những cú đấm trúng vào mặt của Lee Nam Jun. Rõ ràng thì trong năm võ sĩ tham gia sự kiện ngày hôm nay của boxing Hàn Quốc thì chỉ có Lee Nam Jun là có trình độ tương đồng và có thể hiện một sự chuẩn bị chu đáo về mặt thể lực cũng như là về kỹ thuật. Những giây cuối cùng của hiệp đấu thứ năm, như vậy tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên và chúng ta sẽ chờ đợi phần công bố kết quả của các trọng tài. Quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với kết quả cuối cùng. Trận đấu được quyết định bằng tính điểm và hai trong số ba trọng tài đã quyết định chiến thắng thuộc về võ sĩ ở góc đài màu xanh Lee